8 tư duy triệu đô để đời của Robert Kiyosaki giúp bạn thay đổi vận mệnh, nắm chắc giàu sang. Kính thưa quý vị và các bạn, có một câu nói về làm giàu mà bản thân tôi vô cùng tâm đắc và luôn coi đó là phương châm để vận dụng vào công việc kinh doanh, làm giàu của mình, đó là định luật bất di bất dịch về làm giàu. Muốn trở thành người giàu, trước tiên phải có thói quen của người giàu, sau đó mới dùng tư duy của người giàu để kiếm tiền. Đây là một trong những định luật quan trọng, hàng nghìn năm vẫn luôn đúng trong việc làm giàu. Để làm giàu, chúng ta phải học về tài chính để có kiến thức về tài chính và biết cách chăm sóc, phát triển cây tiền bạc của mình. Người giàu không làm việc để kiếm tiền, họ bắt tiền làm việc cho họ. Trong video này, xin mời quý vị cùng đến với bài chia sẻ những lời khuyên tinh hoa để đời về thành công và làm chủ tài chính của tác giả bộ sách nổi tiếng Cha giàu cha nghèo Robert Kiyosaki sẽ giúp bạn biến ước mơ giàu có thành hiện thực. Quý vị thân mến, Robert Kiyosaki sinh ngày 8 tháng 4 năm 1947. Ông là một nhà đầu tư, doanh nhân, nhà diễn giả người Mỹ nổi tiếng trong giới kinh doanh, đồng thời là một tác giả nổi tiếng của bộ sách Cha giàu cha nghèo. Trong sự nghiệp viết sách của mình, Robert Kiyosaki đã cho ra mắt rất nhiều cuốn sách làm giàu khác nhau và đều được đón nhận cũng như nhận được sự ủng hộ của nhiều thế hệ độc giả trên thế giới. Robert Kiyosaki đã viết 18 cuốn sách, bán tổng cộng 26 triệu bản trên toàn thế giới, đã từng được xếp vào số 10 cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại trên New York Times. Mức độ thành công của một người được đánh giá qua những khát vọng, mơ ước của anh ta và cách anh ta đương đầu với những thất vọng trong cuộc sống. Đó là quan điểm của Robert Kiyosaki. Ông đưa ra lời khuyên của một người cha giàu là: hãy học cách quản lý rủi ro và khiến đồng tiền phải phục vụ anh. Bộ sách Cha giàu cha nghèo được xuất bản ở 90 nước trên thế giới và bằng 45 ngôn ngữ khác nhau. Bộ sách này cũng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy lâu nhất, và nhờ nó Kiyosaki đã được trang web kinh doanh sách trực tuyến Amazon.com đưa vào danh sách 25 tác giả nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Hiện nay, có hơn 1.600 câu lạc bộ quản lý tài chính trên toàn thế giới được điều hành, giảng dạy bởi những người trung thành với các lý thuyết của Robert Kiyosaki. Mặc dù những lời khuyên về đầu tư của Robert Kiyosaki cũng nhận được không ít lời phê bình, chỉ trích, nhưng ngày càng có nhiều người trên thế giới tìm đến ông để mong biến những ước mơ làm giàu của họ thành sự thật. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với 8 bài học làm giàu kinh điển từ cha giàu cha nghèo Robert Kiyosaki, tư duy triệu đô dẫn tới cuộc đời thịnh vượng. 1. Bài học thứ nhất, người giàu không làm việc để kiếm tiền, họ bắt tiền làm việc cho họ. Theo cha giàu thì cuộc đời luôn xô đẩy chúng ta. Một số người sẽ bỏ cuộc, một số sẽ chiến đấu lại sự xô đẩy đó bằng cách gây chiến với ông chủ, với công việc hay thậm chí với vợ chồng mình. Chỉ một số rút ra những bài học từ cuộc đời và tiếp tục tiến về phía trước. Người nghèo suốt đời làm việc vì tiền bạc mà không biết rõ mình làm việc vì mục đích gì. Và khi người nghèo kiếm ra nhiều tiền thì họ lại mắc nợ nhiều hơn. Người nghèo bị kiểm soát bởi hai cảm xúc, sợ hãi và sự khát khao. Sự sợ hãi không có tiền bắt họ phải làm việc, và khi nhận được lương thì họ lại mong muốn những thứ mà họ có thể mua được. Và khi đó cuộc đời của họ bị bẫy vào một vòng luẩn quẩn: thức dậy, đi làm, trả hóa đơn, rồi thức dậy, đi làm và trả hóa đơn. Cứ thế vòng luẩn quẩn buộc chặt thời gian và tâm trí của người nghèo. Ngược lại, người giàu không làm việc để kiếm tiền mà bắt tiền làm việc cho mình. 2. Bài học thứ hai, tại sao người giàu phải học về tài chính? Để làm giàu, chúng ta phải học về tài chính để có kiến thức về tài chính và biết cách chăm sóc, phát triển cây tiền bạc của mình. Nhiều bài học thực tiễn cho chúng ta thấy rằng việc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng chúng ta giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở.
Quy tắc thứ nhất về tài chính của người giàu là chỉ mua tài sản chứ không mua tiêu sản. Tài sản được cha giàu định nghĩa là những thứ tạo ra tiền cho mình. Tiêu sản là những thứ lấy tiền của mình. Ví dụ, một căn nhà được mua để kinh doanh cho thuê thì nó là tài sản. Cũng căn nhà đó, nếu mua để ở thì nó là tiêu sản, vì người mua phải trả tiền lần đầu và trả góp nhiều lần sau. Đối với người mới đi làm, mọi thu nhập, lương của họ được dùng để trang trải các chi phí cho cuộc sống như thuế, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại. Họ hầu như chưa có tài sản lẫn tiêu sản. Đối với người trung lưu, thu nhập chính yếu vẫn là lương cao hơn, chi phí gồm thuế, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại, nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng. Phần dư ra họ mua tiêu sản như nhà, xe và những thứ khác mà họ nghĩ là tài sản. Những chi phí cuộc sống cộng với nợ do tiêu sản đẻ ra tạo ra một gánh nặng thật sự trên vai những người trung lưu. Khi lương tăng lên, chi phí và gánh nặng tiêu sản của họ cũng tăng lên theo. Họ rơi vào vòng luẩn quẩn, đi làm, nhận lương và trả nợ. Suốt cuộc đời đi làm của mình, người trung lưu không chỉ nuôi bản thân và gia đình, mà còn oằn lưng thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước, nuôi ngân hàng qua các khoản lãi và làm giàu cho những người chủ, cổ đông của công ty. Người giàu hầu như không có thu nhập từ lương. Thay vào đó, họ có nguồn thu nhập từ các tài sản mà họ đã đầu tư, lợi nhuận từ kinh doanh, tiền cho thuê, cổ tức, trái tức, tiền lãi từ việc bán lại tài sản. Tổng các khoản thu nhập này cao hơn nhiều so với chi phí của họ, số tiền chênh lệch họ lại đầu tư vào tài sản. Những tài sản họ mới đầu tư lại tiếp tục tạo ra tiền cho họ, và cứ thế, tài sản của họ được sinh sôi nảy nở. Người giàu chỉ mua tiêu sản, những đồ vật xa xỉ sau cùng, khi dòng tiền của họ đã phát triển, khi họ đã cảm thấy mình đủ giàu và có quyền hưởng thụ. Tuy vậy, số tiền mà họ bỏ ra để mua tiêu sản, những phần thưởng cho thành quả, chiếm phần rất nhỏ so với số tiền họ đầu tư vào tài sản. 3. Bài học thứ 3, người giàu quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình. Nhiều người nhầm lẫn giữa nghề nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh. Jay Kroc, chủ chuỗi nhà hàng McDonald's, đã phân biệt rất rõ, bán nhượng quyền kinh doanh hamburger chỉ là công việc chuyên môn của ông, còn việc kinh doanh của ông chính là bất động sản. Những địa điểm được ông chọn để mở cửa hàng McDonald's luôn là những chỗ đắc địa và có giá tăng lên theo thời gian. Người nghèo và trung lưu thật ra là đang làm công việc chuyên môn, chứ không phải làm kinh doanh. Thật sự thì họ đang làm chuyên môn cho công việc kinh doanh của những ông chủ và góp phần làm cho ông chủ giàu lên. Bài học thứ 3 của cha giàu, người giàu phải quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình, tức là phải xây dựng và luôn giữ cho cổ tài sản vững chắc. Bất cứ một đồng nào được đưa vào tài sản đều phải trở thành một nhân công làm việc cho người giàu. Những tài sản mà cha giàu và những người giàu khác thường hay sở hữu, những việc kinh doanh có thể được người khác quản lý để sinh lợi mà không cần đến sự có mặt của cha giàu. Nếu phải quản lý thì việc kinh doanh trở thành công việc như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản có thể phát sinh thu nhập, bất cứ những thứ gì có giá trị, có thể tăng giá và đã có sẵn trên thị trường. 4. Bài học thứ 4, người giàu thông minh về tài chính và thành lập doanh nghiệp của mình. Người giàu không cần phải học quá cao, nhưng cần thông minh về tài chính, hiểu rõ 4 lĩnh vực sau. Thứ nhất, sự hiểu biết về kế toán, tài chính, đó là khả năng đọc và hiểu những báo cáo tài chính. Khả năng này giúp người giàu nhận biết mặt mạnh, mặt yếu của bất kỳ công ty nào sau khi đọc báo cáo tài chính của nó. Thứ hai, nắm vững các chiến lược đầu tư, đó là khả năng chọn tài sản có khả năng sinh lợi, ra những quyết định đầu tư khôn ngoan. Thứ ba, hiểu rõ về thị trường, về tiếp thị, người giàu nắm rõ quy luật cung và cầu để nhận diện các cơ hội kinh doanh. Người giàu cần nắm vững kỹ năng về tiếp thị và bán hàng. Thứ tư, hiểu biết luật pháp, người giàu thành lập công ty nhằm đạt những thuận lợi về thuế và bảo vệ tài sản của mình. Người nghèo và trung lưu kiếm tiền, trả thuế rồi mới được dùng tiền. Người giàu,
sở hữu công ty thì kiếm tiền, dùng rồi mới trả thuế. 5. Bài học thứ 5. Người giàu tạo ra tiền. Mọi người đều có những tài năng bẩm sinh. Tuy vậy, rất nhiều người đã không phát huy được tài năng đó bởi vì sự thiếu tự tin vào bản thân và sự sợ hãi. Người thành công là người không sợ hãi sự thất bại và luôn chủ động tạo ra may mắn cho mình, chứ không thụ động ngồi chờ cơ hội. Tương tự như vậy, với trí thông minh tài chính, với tinh thần không sợ thất bại, người giàu chủ động tìm cách tạo ra tiền cho mình. Có hai dạng đầu tư để tạo ra tiền. Dạng thứ nhất là mua sản phẩm đầu tư trọn gói từ công ty trung gian, chẳng hạn như công ty bất động sản, công ty môi giới chứng khoán. Dạng thứ hai là mua từng phần và tự ráp lại. Đây là dạng của nhà đầu tư chuyên nghiệp. Để có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, ngoài 4 kiến thức chính của thông minh tài chính, người giàu cần phát triển 3 kỹ năng sau đây. Tìm ra cơ hội mà người khác không nhìn thấy. Ví dụ một cái nhà ọ ẹp, cũ kỹ sẽ không được người bình thường chú ý. Nhưng đây là một cơ hội đầu tư tốt, vì ngôi nhà cũ này ở trên một miếng đất lớn. Sau khi mua, bạn có phá sập ngôi nhà và chia đất thành nhiều lô nhỏ để bán và kiếm được lời. Dùng tiền người khác để kinh doanh, Robert Kiyosaki đã tìm ra một căn hộ giá khá tốt. Ông đặt cọc 1/10 giá mua và hẹn sẽ trả trong vòng 3 tháng. Chỉ trong vòng 3 ngày, ông đã bán lại căn nhà này và kiếm được lợi nhuận lớn trên số vốn nhỏ mà tác giả đã bỏ ra đặt cọc. Chỉ tuyển dụng, làm việc với người thông minh. Người giàu không phải người thông minh tuyệt đỉnh. Người giàu trở nên thông minh hơn vì tuyển dụng và làm việc với những người thông minh hơn mình. 6. Bài học thứ 6. Người giàu làm việc để học chứ không làm việc để kiếm tiền. Những người bình thường dựa vào chuyên môn nghề nghiệp và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và thăng tiến trong công việc. Những công việc mà họ tự hào thật ra chỉ đủ giúp họ khỏi phá sản, nhưng sẽ giữ họ trong vòng luẩn quẩn, và họ sẽ không bao giờ giàu nếu cứ tiếp tục bám lấy những công việc ổn định đó của mình. Người giàu, nếu phải làm việc, họ sẽ không làm việc để kiếm tiền, mà họ sẽ nhắm đến những công việc giúp họ học hỏi những kỹ năng cơ bản của thông minh tài chính như đầu tư, tiếp thị và những hiểu biết về luật kinh doanh. Đầu tư cũng như những kỹ năng quản lý tài chính để thành công, quản lý vòng quay tiền mặt, quản lý hệ thống, quản lý nhân sự. Một trong những kỹ năng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của người giàu là kỹ năng giao tiếp với người khác và kỹ năng bán hàng. Robert Kiyosaki đã thực hiện đúng việc này. Ông xin vào Marine Corps để học cách lãnh đạo và quản lý một tổ chức, và ông làm việc cho Xerox Corp để học kỹ năng bán hàng. 7. Bài học thứ 7. Người giàu phải biết vượt qua được những chướng ngại vật. Có nhiều người thông minh về tài chính nhưng vẫn không thể làm giàu và vẫn kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê. Đó là bởi vì họ không vượt qua được 5 cản trở sau. Lo sợ bị mất tiền. Nỗi lo sợ bị mất tiền là nỗi lo sợ có thật và hiện hữu trong mỗi chúng ta. Những người quá lo sợ mất tiền chọn việc đi làm thuê để suốt đời kẹt trong vòng luẩn quẩn. Những người lo sợ ít hơn thì chọn lối đầu tư an toàn, học cách cân bằng đầu tư hoặc chọn những tài sản ít rủi ro như trái phiếu. Chỉ những người can đảm dám chấp nhận rủi ro, đã tính toán trước với những đầu tư của mình mới có thể làm giàu một cách nhanh chóng. Sự hoài nghi. Mỗi chúng ta đều có một chú gà con hoài nghi và sợ hãi trong tâm hồn. Chúng kêu lên thảng thốt trời sắp sập mỗi khi chúng ta muốn làm một điều gì đó mới, có tính bứt phá. Cha giàu dạy, hãy dán con gà con ấy như ông Sanders đã làm. Ở tuổi 66, ông Sanders đã đi chào bán món gà rán của mình và bị từ chối 1009 lần cho đến khi ông thành công và trở thành triệu phú. Sự lười biếng ngự trị trong mỗi con người chúng ta. Những người trông có vẻ bận rộn thật ra là họ đang lười biếng. Họ đang cố gắng bận rộn để trốn chạy việc quan trọng nào đó. Để chữa bệnh lười biếng trong việc làm giàu, chúng ta cần có một chút lòng tham. Ít lòng tham thì không đủ để chúng ta hành động. Lòng tham quá cao cũng không tốt. Thói quen, những thói quen, chứ không phải giáo dục, quyết định cuộc sống của chúng ta.
Người giàu cần phải có những thói quen của người giàu. Thói quen quan trọng của người giàu là trả cho mình đầu tiên, sau đó mới trả cho những người khác. Nhờ áp lực của những chủ nợ, người giàu phải tìm cách kiếm tiền trả cho họ. Tính kiêu ngạo, sự kiêu ngạo và tự cho mình biết hết mọi thứ đã làm cho nhiều người mất đi những cơ hội làm giàu. 8. Bài học thứ 8. Hãy khởi đầu bằng 10 bước sau đây. Bước 1. Hãy xác định một mục tiêu lớn hơn thực tế để giúp mình luôn vượt qua khó khăn và đạt mục tiêu của mình. Bước 2. Hãy lựa chọn được giàu có vào mỗi ngày. Hãy đầu tư vào việc học trước khi bắt đầu làm giàu. Bước 3. Luôn giao tiếp và học hỏi. Chọn bạn cẩn thận. Bước 4. Nắm vững một công thức trước khi học công thức khác. Bước 5. Hãy trả cho bản thân mình đầu tiên. Trong trường hợp bị áp lực về tài chính, hãy cố gắng tìm cách làm ra tiền mới để trả nợ. Không bao giờ đụng đến tài sản. Bước 6. Chỉ sử dụng những người môi giới giỏi và trả cho họ xứng đáng. Bước 7. Luôn quan tâm đến tiền lời từ đầu tư và những kết quả khác. Bước 8. Luôn nhớ tài sản sẽ giúp chúng ta mua được những vật dụng, đồ dùng cao cấp. Hãy mua tài sản trước. Bước 9. Khi làm việc gì hãy tưởng tượng những anh hùng của lĩnh vực đó. Khi ấy chúng ta sẽ được truyền cảm hứng và cũng thấy công việc trở nên dễ hơn. Bước 10. Hãy dạy cho người khác và chúng ta cũng sẽ được học. Hãy cho và chúng ta sẽ được nhận lại. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là phần chia sẻ 30 lời khuyên để đời của cha giàu cha nghèo Robert Kiyosaki, giúp bạn thay đổi vận mệnh, nắm chắc giàu sang. 30 lời khuyên quý hơn vàng về thành công và tài chính của Robert Kiyosaki, giúp mọi người có thể hiện thực hóa ước mơ giàu có của mình thành hiện thực. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nhé. 1. Một trong những cách tốt nhất để thay đổi cuộc sống của bạn là thay đổi môi trường xung quanh và sau đó thay đổi chính bạn. 2. Bạn sợ thay đổi, bạn sẽ thất bại. 3. Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng, nó cũng không bao giờ sẽ trở nên công bằng cả. Hãy thôi cố gắng thay đổi nó trở nên công bằng và bạn cũng không cần làm điều đó. Hãy biến sự bất công trong cuộc sống thành lợi thế của bạn. 4. Người mà từ chối học hỏi kiến thức về những chiến lược mới khó trở nên giàu có. 5. Thay đổi mục tiêu của bạn từ mục tiêu kiếm tiền thành việc phục vụ nhiều người. Phục vụ nhiều người khiến tiền tự chảy vào túi của bạn. 6. Hầu hết những người thành công trong cuộc sống thường hỏi những câu hỏi. Họ luôn học hỏi, họ luôn phát triển, họ luôn thành công trong mọi việc. 7. Tiền chỉ cho bạn biết thật sự bạn là ai. Nếu như bạn hạnh phúc, tiền khiến bạn hạnh phúc hơn. Nếu như bạn không hạnh phúc, tiền khiến bạn đau khổ hơn. 8. Biết mình cần thay đổi là chưa đủ, bạn cần phải quyết tâm để đạt được nó. 9. Vấn đề của thế giới là thiếu người giải quyết các vấn đề. Nếu bạn trở thành người giải quyết vấn đề, bạn sẽ giàu có. 10. Đừng phí phạm một sai lầm tốt, rút ra bài học từ sai lầm ấy. 11. Một người bố nghèo thường nói, thà hạnh phúc còn hơn giàu có. Một người bố giàu thì nói, tại sao không chọn cả hai? 12. Trước khi bạn biến đổi túi tiền của bạn từ nghèo sang giàu, bạn phải chuyển đổi tâm hồn của bạn từ nghèo nàn thành giàu có. 13. Thất bại càng nhiều, bạn càng thành công. 14. Khi còn trẻ làm việc để học hỏi chứ không phải để kiếm tiền. 15. Phát triển nguồn thu nhập quan trọng hơn việc cắt giảm chi tiêu. Hơn thế nữa, việc phát triển tâm hồn của bạn quan trọng hơn việc xóa bỏ ước mơ của bạn. 16. Mức độ thành công của bạn được đo lường bởi sức mạnh của sự khao khát, quy mô ước mơ lớn hay nhỏ và cách bạn giải quyết nỗi thất vọng của mình như thế nào trên đường chinh phục ước mơ ấy. 17. Người thành công chấp nhận những rủi ro lớn mà họ biết nó đem đến sự thất bại.
nhưng họ cũng sẽ thành công nhiều hơn điều họ mơ ước. 18. Thất bại hạ gục kẻ thua cuộc, thất bại truyền cảm hứng cho người chiến thắng. 19. Hầu hết những người chưa bao giờ giàu có, đơn giản bởi vì họ không được huấn luyện để nhận ra cơ hội tốt đến với họ. 20. Không phải là việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng là việc bạn giữ tiền như thế nào, tiền làm việc cho bạn như thế nào và bạn làm tiền của mình tiếp tục phát sinh như thế nào. 21. Sự khác nhau cơ bản của người giàu và người nghèo là họ giải quyết nỗi sợ hãi như thế nào. 22. Tài sản quyền năng nhất chúng ta có là suy nghĩ. Nếu suy nghĩ được huấn luyện tốt, nó có thể tạo ra khối tài sản khổng lồ. 23. Người thành công không sợ thất bại. Họ hiểu rằng thất bại cần thiết cho việc học hỏi và phát triển. 24. Tiền không phải là mục tiêu. Tiền không có giá trị. Giá trị đến từ việc tiền giúp ta đạt được ước mơ. 25. Những người giàu nhất trên thế giới tìm kiếm và xây dựng những mạng lưới. Những người khác tìm kiếm một công việc. 26. Lắng nghe lời khuyên của những người đã đạt được điều bạn mong muốn. 27. Nếu bạn muốn giàu có, đừng cho phép bản thân có những cái cớ xa xỉ. 28. Thế giới đầy rẫy những người thông minh nhưng nghèo nàn. 29. Nợ tốt là công cụ quyền năng, nợ xấu có thể giết chết bạn. 30. Tiền không khiến bạn hạnh phúc nếu bạn không thật sự hạnh phúc. Quý vị thân mến, trên thực tế chúng ta có thể nhận thấy rằng người giàu có vô vàn những thói quen vàng giúp họ trở nên giàu có và thịnh vượng. Trong đó có 3 thói quen rất đáng để học hỏi. Nếu bạn rèn cho mình 3 thói quen này, tôi tin rằng công việc kinh doanh của bạn sẽ rất hiệu quả. Sau đây là top 3 thói quen vàng của người giàu. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thói quen 1. Học cách tận dụng thời gian để kiếm tiền. Thời gian là tiền bạc. Điều này chắc hẳn chúng ta đều biết. Tuy nhiên, trên thực tế, đại đa số trong chúng ta đều có thói quen kiếm tiền hoàn toàn dựa trên sức lao động của mình. Trong khi đó, đại đa số người giàu lại có thói quen làm giàu bằng cách tận dụng triệt để thời gian của mình. Vậy thế nào là tận dụng thời gian để kiếm tiền? Đó chính là ngay cả trong thời gian bạn không làm việc, bạn cũng kiếm được tiền. Giá trị tài sản của bạn vẫn không ngừng tăng lên. Đây được gọi là kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ. Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng 8 giờ hàng ngày để đi làm, kiếm tiền, thời gian còn lại dành cho sinh hoạt đời thường. Tuy nhiên, người giàu thì khác. Ngoài khoảng thời gian 8 giờ đi làm hàng ngày, họ sẽ tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập. Đây chính là một trong những mấu chốt quan trọng để trả lời cho câu hỏi những người giàu nhờ đâu mà trở nên giàu có đến vậy. Vì vậy, nếu muốn trở thành người giàu có, bạn cũng nên có thói quen kiếm tiền ngoài giờ hành chính đi là vừa. Tất nhiên, bạn cũng nên chú ý phương pháp, cách thức, nhất là khi mới bắt đầu thói quen này. Bạn nên hướng tới những sở thích, hứng thú của bản thân, rồi dần dần kiếm tiền từ đó. Thói quen 2. Biết cách học hỏi người khác. Nếu muốn trở thành người giàu có, bạn cũng nên có thói quen học hỏi, noi gương những người giàu. Bởi lẽ, những thứ mà người giàu có được đều đã được bản thân họ chứng minh qua thực tiễn. Nếu có thể học hỏi một phần nào đó ở họ, chắc chắn sẽ hơn hẳn so với việc bạn tự mình khổ sở đi tìm tòi, trải nghiệm rồi đúc kết, điều mà sẽ làm tốn rất nhiều thời gian của bạn và con đường dẫn tới sự giàu có lại ngày càng xa hơn. Cũng giống như lời một nhà khoa học đã từng nói, sở dĩ ông có thể nhìn xa trông rộng là vì ông đứng trên vai của người khổng lồ. Quá trình trở thành những người giàu có cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần đứng trên góc độ của người giàu để quan sát, tư duy mọi việc. Thói quen 3. Biết cách lựa chọn và từ bỏ đúng lúc. Một người giàu thực sự, tài sản của họ chắc chắn không đến từ việc điên cuồng kiếm tiền. Có gì làm nấy, mà đó là kết quả của việc biết cách lựa chọn và từ bỏ đúng lúc. Nếu không hiểu được điều này, hành trình làm giàu, thậm chí cả cuộc đời của chúng ta cũng sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Vì không có phương hướng chính xác,
sự nghiệp và tài sản của chúng ta cũng khó mà bước tiếp, thậm chí còn đi xuống thảm hại. Cần phải chỉ ra rằng, lựa chọn thực sự không phải là lựa chọn một cách mù quáng, chọn đại, mà đó là kết quả của lý trí, của việc phân tích, cân nhắc cái được, cái mất. Từ bỏ cũng vậy, hoàn toàn không phải từ bỏ một cách vô lý, mà là sau khi từ bỏ những thứ không phù hợp, không có lợi cho bản thân, bạn sẽ tiếp tục mạnh dạn tiến lên phía trước. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là 3 thói quen của người giàu. Hy vọng chúng hữu ích với bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể dựa vào tình hình thực tế của bản thân và học hỏi thêm những thói quen hữu ích khác của người giàu. Việc học là vô cùng quan trọng, nhưng xin đừng quên biến kiến thức, ý tưởng vận dụng vào hành động và dùng sự kiên trì, kỷ luật bản thân cho đến khi đạt được thành công bạn nhé. Thưa quý vị, sau khi đã có nền tảng là những thói quen vàng của người giàu, chúng ta sẽ tiếp tục dùng tư duy của người giàu để kiếm tiền. Sau đây xin chia sẻ với bạn 6 tư duy quan trọng của người giàu, rất đáng để bạn học hỏi. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Tư duy số 1, biết cách hành động. Một trong những điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa tư duy người giàu và tư duy người nghèo đó là người nghèo có thói quen chờ đợi, còn người giàu lại đam mê thử nghiệm. Người nghèo suy đi tính lại, còn người giàu thì luôn hành động. Trong trường hợp chưa nắm bắt rõ được tình hình, người nghèo lựa chọn quan sát, còn người giàu sẽ luôn đi trước người khác một bước. Tư duy số 2, quyết đoán. Người giàu cũng có lúc phải suy nghĩ kỹ càng, nhưng một khi họ có mục đích cụ thể, họ sẽ rất quyết đoán. Họ thường quan niệm thà phạm phải sai lầm chứ không để tuột mất cơ hội. Ngược lại, người nghèo lại thường có tâm lý lo trước sợ sau, do dự và cuối cùng không thể đưa ra quyết định. Tư duy số 3, phát triển nguồn thu nhập mới. Trong quá trình làm giàu, ngoài việc chi tiêu tiết kiệm, người giàu còn đẩy mạnh phát triển tiền tài, không ngừng tạo ra nguồn thu nhập mới. Trái lại, đối với người nghèo, họ thường chỉ chăm chăm vào việc tiết kiệm như gửi ngân hàng, thắt chặt chi tiêu. Nhìn vào hai lối tư duy trên, ta có thể thấy đâu là cách tư duy ưu việt hơn hẳn khi làm giàu. Tư duy số 4, chú trọng cơ hội. Khi kiếm tiền, người giàu rất coi trọng cơ hội, họ không sợ rủi ro và dám mạo hiểm. Còn người nghèo thường ngược lại, điều mà họ nghĩ đến đầu tiên khi cơ hội đến đó là rủi ro tiềm ẩn trong cơ hội đó. Họ lo lắng nếu tiền không kiếm được, làm ăn thua lỗ, tổn thất nặng nề thì phải làm sao. Tư duy số 5, không ngừng tiến lên phía trước. Khi kiếm tiền, người giàu không bao giờ ngại tiền quá nhiều, họ chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Còn người nghèo thường chỉ cần đủ ăn đủ mặc, họ rất dễ thỏa mãn. Mặc dù biết thỏa mãn với cuộc sống là điều tốt, nhưng trong xã hội hiện nay, nếu bạn quá dễ thỏa mãn với tài sản, vậy thì tài sản bạn có thường sẽ không đủ dùng. Tư duy số 6, làm giàu từ các mối quan hệ. Người giàu làm giàu 3 phần là nhờ năng lực, 7 phần là nhờ các mối quan hệ. Ngược lại, người nghèo kiếm tiền 7 phần dựa vào năng lực, 3 phần là dựa vào các mối quan hệ. Người giàu nhận thức rất rõ tầm quan trọng của các mối quan hệ chính là tiền, quan hệ sẽ giúp mọi việc dễ bề suôn sẻ hơn. Có được những mối quan hệ chất lượng cũng có nghĩa bạn đang nắm trong tay những cơ hội kiếm tiền lý tưởng hơn người bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 8 tư duy triệu đô để đời của Robert Kiyosaki, giúp bạn thay đổi vận mệnh, nắm chắc giàu sang. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.